công ty tôi giá tốt hơn mà. Tốt cái gì mà tốt? Hóa ra là cô à? Cô cũng đến đây đấu thầu á? Nhưng mà tôi khuyên cô nên đi về đi, dự án này thuộc về tôi chắc rồi. Cô ơi, cô làm ơn cho ít tiền đi cô. Chú là ai vậy, chú buông ra đi. Cô ơi, mấy bữa nay tôi đói lắm, tôi chưa ăn gì á. Chú cho xin ít tiền. Bạn bảo là buông ra đi mà. Chú có làm sao không chú? Cô làm cái gì vậy? Là chú tự chút lấy đó nha. Chú ạ, con không có nhiều tiền á, chú cầm đủ nha. Trong đây á là có cả card visit của con luôn, thì có gì á cần giúp đỡ thì chú nhớ gọi cho con nha chú. Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Bây giờ chỉ còn có hai công ty, nếu ai đưa ra giá tốt hơn tôi sẽ đưa dự án đó cho làm. 20 tỷ. Cô sao không có tiền thì ngồi im đi nha. Ok, bây giờ tôi sẽ tuyên bố kết quả dự án của ngày hôm nay. Phần thắng thuộc về của công ty cô Linh. Chúc mừng cô. Là sao? Công ty tôi giá tốt hơn mà. Tốt cái gì mà tốt? Giá tốt mà nhân cách cô không tốt, tôi không hợp tác với cô đâu.